mà Mỹ không giữ được cái vị thế của mình trên thế giới thì cái việc mà cái đồng đô la của Mỹ khi mà họ bơm tiền ra nó sẽ ảnh hưởng ngược lại đến Mỹ. Ví dụ như là những cái cổ phiếu thiên về software as a service, cơ hội mà đến được trả lại được return mình 3 lần so với cái rủi ro là một mà lợi cái return cái lợi nhuận của người ta sẽ không có quá nhiều mà trong khi rủi ro nó lại cao. Anh có thể zoom tiền, là anh đi theo dòng tiền. Anh đi theo dòng tiền của các quỹ bởi vì nhà đầu tư trong chương trình The Insight bàn tròn chuyên gia, chương trình livestream hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Đây là chương trình phân tích chuyên sâu về cập nhật tình hình thông tin thị trường, các ngành và các kênh tài sản đầu tư. Hôm nay thì chương trình sẽ cùng với các chuyên gia bàn luận về chủ đề đầu tư cơ hội không thể nóng vội. Trước tiên thì tôi xin phép được giới thiệu các panelist ngày hôm nay. Đầu tiên đó là có anh Trần Anh Dũng, đến từ phòng DTrade của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Thứ hai là có anh Phạm Việt Duy, đến từ phòng DWell của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và thứ ba là anh Nhâm Xuân Trường, đến từ phòng DWell của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Với chủ đề ngày hôm nay thì tôi xin phép được cập nhật qua ba bức tranh chính. Bức tranh đầu tiên đó là cập nhật tình hình những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Bức tranh thứ hai đó là đầu tư cơ hội không thể nóng vội. Và bức tranh thứ ba đó là định hướng cho nhà đầu tư. Và trong quá trình mà các chuyên gia của chúng ta có trao đổi thì quý nhà đầu tư hãy để lại những câu hỏi ở dưới comment của cái livestream của chúng tôi. Trước tiên thì tôi xin phép được cập nhật những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua về thông tin vĩ mô đặc biệt quan trọng. Vẫn là như mọi tuần thì tôi sẽ cập nhật lại thông tin của Covid tính đến ngày 9 tháng 11 năm 2020 thì diễn biến Covid trên thế giới vẫn khá phức tạp. Số ca nhiễm Covid lên đến khoảng hơn 50 triệu ca. Và ở Việt Nam thì 68 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới nào. Ở Mỹ thì ghi nhận 9,2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó thì có 231.000 người tử vong và quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do đại dịch. Và giới chức trách y tế Mỹ cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, vốn bắt đầu từ giữa tháng 9, không có dấu hiệu chậm lại, trong khi chưa có thông tin nào chắc chắn về vaccine phòng Covid-19. Tại Việt Nam thì tháng 11, vaccine Covid-19 Made in Việt Nam sẽ được thử nghiệm trên người. Về thông tin thị trường thì tại Mỹ đó là Viện Quản lý Cung ứng Mỹ cho biết PMI nước này đạt 59,3 trong tháng 10, tăng từ mức 55,4 trong tháng 9. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp hoạt động sản xuất tại Mỹ có tăng trưởng, tức là PMI trên 50. Thứ hai đó là tại Anh thì Ngân hàng Trung ương Anh nâng quy mô chương trình mua trái phiếu thêm 150 tỷ bảng Anh tương đương với 195 tỷ USD lên 895 tỷ bảng Anh tương đương với 1,16 ngàn tỷ USD, cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế khoảng 50 tỷ USD. Và đây là sự chuẩn bị ứng phó cho thiệt hại từ các biện pháp phong tỏa và rủi ro từ Brexit. Tiếp theo đó là Ngân hàng Trung ương Anh thì dự báo kinh tế Anh sẽ thu hẹp 2% trong quý 4 năm 2020 khi Anh bước vào tình trạng phong tỏa và giảm 11% trong cả năm 2020, nghiêm trọng hơn dự báo giảm 9,5% hồi tháng 8 năm 2020. GDP của Anh thì có khả năng tăng 7,25% trong năm 2021, yếu hơn dự báo trước đó là 9%, và tới quý 1 năm 2022 thì mới về mức trước dịch. Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,1% như dự báo, đồng thời xem xét tới tính khả thi của phương án hạ lãi suất xuống dưới mức 0 lần đầu tiên. Về thông tin bầu cử thì nếu như ông Biden thắng cử, châu Á sẽ thế nào trong Bidenomics? Chính quyền của ông Biden có thể sẽ tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% lên 28%, đảo ngược chính sách giảm thuế từ 35% xuống 21% mà chính quyền Tổng thống Trump đã thực thi vào năm 2017. Thứ hai đó là Đảng Dân Chủ cam kết bảo vệ người lao động Mỹ khỏi các hành vi thương mại không công bằng của Bắc Kinh. Tuy nhiên thì chính quyền của ông Biden có thể liên kết với EU và một số nước châu Á nhằm chung tay thúc đẩy Trung Quốc ứng xử có đi có lại trong thương mại thay vì hành động đơn phương. Và thứ ba đó là Mỹ cũng có thể sẽ tham gia trở lại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.
11 quốc gia ký kết hiệp định này vốn là các bên tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Mỹ đã không còn là thành viên từ năm 2017 sau quyết định của chính quyền ông Trump. Thứ hai đó là thông tin của các kênh tài sản. Về lượng tiền gửi, dân cư và hệ thống ngân hàng thì đang có xu hướng giảm mạnh. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ổn định và duy trì ở mức khá là thấp. Lượng tiền gửi của cư dân không kỳ hạn và tiết kiệm giảm mạnh 30% so với cùng kỳ, một phần là do thu nhập giảm và môi trường lãi suất thấp khiến cho người dân chuyển sang kênh đầu tư khác. Như này thì như tuần trước tôi có một cái thống kê, tức là cái survey của trên kênh báo VN Express, thì có đa số thống kê là đa số mọi người dân đang chuyển từ kênh tiền gửi sang các kênh tài sản đầu tư khác như là bất động sản hay là vàng hay là kênh đầu tư cổ phiếu. Về tài sản thứ hai đó là vàng đánh bại các kênh tài sản khác giai đoạn 2000 đến tháng 3 năm 2020 tại thị trường Mỹ. Vậy thì có một topic đặc biệt sau khi mà tôi cập nhật những thông tin thị trường chính ở đây, đó là kết quả đầu tư Tổng thống Mỹ Biden dự báo là sẽ chiến thắng. Vậy thì mọi thứ đều có lợi cho Việt Nam. Vậy thì đối với cái chủ đề này thì cái chính sách đối ngoại với Trung Quốc về thuế hàng hóa và đổi trục kinh tế sang châu Á thì có ảnh hưởng như thế nào? Các chuyên gia của chúng ta có thể cho ý kiến không ạ? Xin mời anh Dũng. Về cái câu chuyện mà Biden dự báo chiến thắng thì bây giờ chúng ta cũng có thể kết luận là nó phải đầm đến 99% rồi. Quá khứ cho thấy là những cái kiện cáo về mặt bầu cử thì hầu như là nó không đem lại kết quả gì thay đổi lớn trong cái quá trình bao nhiêu năm bầu cử của Mỹ đã diễn ra. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là với cái xu thế mà tiềm lực của Trung Quốc ngày đang càng lớn mạnh như thế, thì cái việc mà ông Trump thể hiện ra cái sức mạnh của nước Mỹ đối với Trung Quốc thì nó có thể coi là một cái điểm bắt đầu cho cái xu thế là Mỹ sẽ lấy lại vị thế của mình trên toàn thế giới vào đối với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là kể cả có trong trường hợp mà Biden có đảo lại một số các chính sách của Trump ấy, thì cái tư tưởng xuyên suốt của Mỹ bây giờ vẫn là sẽ tìm mọi cách để hạ cái sức mạnh của Trung Quốc xuống dưới bất kỳ cái cách thể hiện nào. Có thể là dân chủ, đảng dân chủ sẽ làm theo một cái hình thức nghe có vẻ nhẹ hơn, nhưng mà đi kèm sau đấy là những cái biện pháp mà nó có, tôi tạm gọi đấy là có nghiên cứu và có văn minh hơn so với cái cách mà Trump đã làm. Cách Trump làm nó gần như là một nhà độc tài áp đặt tất cả các chính sách để nhằm hạ bệ Trung Quốc. Thế nhưng mà với cái việc mà Đảng Dân Chủ chiến thắng trong cái đợt bầu cử này, Biden với cả những cái support của ông ở trong của cái hệ thống chính quyền từ Obama thời trước sẽ làm những cái chính sách mà nghe nó có vẻ là nhẹ nhàng hơn nhưng thực chất là sẽ thâm sâu hơn rất nhiều so với cái thời kỳ Trump làm. Thì tôi đánh giá là như vậy. Tôi không đồng ý với những cái quan điểm mà mọi người hay nói là ông Trump mà thất cử ấy thì Trung Quốc sẽ quay trở lại thống trị thế giới. Cái đấy thì tôi không đồng ý một tí nào, bởi vì là cái xu thế này là cái xu thế mà nó không thể đảo ngược được. Là chúng ta có thể nhìn thấy là nếu như mà Mỹ không giữ được cái vị thế của mình trên thế giới thì cái việc mà cái đồng đô la của Mỹ khi mà họ bơm tiền ra ấy, nó sẽ ảnh hưởng ngược lại đến Mỹ, tức là lúc đấy lạm phát nó sẽ xuất hiện rất là nhanh. Nếu như mà Mỹ được giữ được cái vị thế cường quốc leader trên toàn thế giới thì cái việc mà bơm tiền vào hệ thống nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến cái chính sách tiền tệ của Mỹ và cái nền kinh tế của Mỹ nói riêng. Nên là cho dù là ai chiến thắng đi nữa thì thị trường cũng đều sẽ tốt cả thôi. Bởi vì là nói riêng một chút là về cái câu chuyện là gói kích thích kinh tế mà trước khi mà cuộc bầu cử diễn ra, mọi người có thể để ý là có cái trước đó là chính quyền Trump là đề xuất một cái gói là 1.500 tỷ, bên đảng Dân Chủ thì họ đề xuất một cái gói là tận 2.500 tỷ. Thì chính vì cái chuyện là đảng Dân Chủ muốn là Trump
sẽ không được, tức là ở thời điểm đó là thời điểm nhạy cảm. Nếu như mà Đảng Dân Chủ đồng ý với việc là bơm tiền ra thì cái tinh thần của người dân sẽ ủng hộ, dành lên cái sự ủng hộ cho chính quyền Trump rất là nhiều. Nên mình nhìn thấy là liên tục Pelosi, bà Pelosi bà đưa ra, mặc dù tỏ thái độ là rất muốn có một gói stimulus, nhưng thực chất là bà ấy delay cái chuyện đấy liên tục trong vòng một tháng trời cho đến tận thời điểm bầu cử. Thế thì tôi nghĩ là sau cái giai đoạn của Biden lên này thì cái gói mà 2.500 tỷ đấy chắc là sẽ dễ dàng được thông qua hơn. Tất nhiên là trong quá trình mà chuyển giao quyền lực giữa Biden và Trump ấy, thì đương nhiên là Trump sẽ gây khó dễ bởi vì cái tính cách của Trump nó là như vậy. Thì cái thời điểm mà chuyển giao quyền lực cuối cùng là vào khoảng tầm tháng 1 năm 2021. Thế thì từ bây giờ cho đến thời điểm đấy là thị trường coi như đã qua cái giai đoạn là uncertainty về việc là ai lên rồi. Mình nhìn thấy là ngay hai hôm trước bầu cử là thị trường đã giật lên rất là mạnh. Tức là bây giờ mọi người đều chỉ nhìn lên phía trước là chuẩn bị có một cái gói 2.500 tỷ rất to ở phía trước rồi. Ngoài ra thì mọi người kỳ vọng là đến hết tháng 11 này đến tháng 12 là bắt đầu có vaccine. Thế thì nếu như mọi người nhớ lại cái số lần đầu tiên chúng ta nói chuyện về vaccine ấy, tôi cũng dự báo là đến thời điểm tầm tháng 11 là nó sẽ có vaccine. Thì bây giờ là qua cái giai đoạn tháng 11 rồi, những đây bây giờ phải tầm 20 tổ chức đang chuẩn bị nộp vaccine rồi, mà cái lần này là vaccine nó sẽ rất là nhanh bởi vì là họ đã xin FDA, xin gọi là FDA còn còn cấp phép. FDA là họ sẽ duyệt cái quá trình thử nghiệm đấy ngay trong cái lúc mà họ thử nghiệm vaccine, chứ không phải là như mọi lần là phải xong thử nghiệm rồi họ mới nộp cái đơn là xin vaccine được chấp nhận. Thế thì cái quá trình lần này là rất là nhanh. Tất nhiên là để mà có được cái lượng vaccine mà đủ cho toàn bộ người dân Mỹ giai đoạn tới thì nó cũng phải tầm đến đầu năm 2021 thì mới diễn ra được. Nhưng tất nhiên là bây giờ thị trường nó kỳ vọng rất là khác rồi. Dòng tiền của Mỹ thì qua mấy cái gói mà bơm lần trước ấy, tiền họ vẫn rất là dư giả trong hệ thống, nên là cái câu chuyện mà thị trường nó lên là mình cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm. Đương nhiên là đối với các nước khác thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng khác nhau, bởi vì là những nước khác thì cái khả năng bơm tiền của họ bị hạn chế. Đối với tôi hơi đi lan man tí, mình cũng nhìn thấy là trong cái giai đoạn vừa rồi ấy, rất nhiều nước là đã xếp hàng chờ vào Việt Nam sau cái đợt Covid này rồi. Hình ảnh của Việt Nam trên trường thế giới là coi như đã lên hẳn, phải đến gấp đôi trong cái giai đoạn Covid vừa rồi. Rất là nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản bây giờ cũng đang xếp hàng chờ cái gói hỗ trợ của chính phủ Nhật là dịch chuyển vào Việt Nam, dịch chuyển cái cơ sở sản xuất để vào Việt Nam. Thì đối với những cái mà chúng ta kỳ vọng đợt trước là về TPP thì rõ ràng là bây giờ cái cửa quay lại TPP của Mỹ là nó rất là cao rồi. Thì cái theme nó sẽ xoay quanh cái TPP đấy, là cũng câu chuyện thị trường nó sẽ xoay quanh nhiều cái TPP đấy. Kinh tế Việt, bởi vì là các nước bây giờ đều xác định, tức là cái khu vực Đông Nam Á sẽ là cái khu vực mà Trung Quốc sẽ là cái địa điểm mà rất nhiều nước tranh giành kỳ vọng là để thay thế Trung Quốc vào thời điểm này. Thì Đông Nam Á thì Việt Nam trong đấy là bây giờ ngôi sao nổi nhất rồi. Thì cái việc mà dòng tiền FDI các thứ vào Việt Nam lúc đấy là nó sẽ tạo cơ hội rất lớn cho cảng biển các thứ, các hoạt động giao thương của Việt Nam. Thì tôi nghĩ là cái giai đoạn tới 5 năm tới cũng sẽ là cái chu kỳ mà Việt Nam được hưởng lợi rất là nhiều. Thì còn các gói ở đằng à còn các thì để cho ba người thảo luận luôn cùng một chủ đề luôn. Thế thì xin ý kiến của anh Trường. Vâng, đồng ý với quan điểm của anh Dũng về việc Biden sẽ là tổng thống, khả năng chắc chắn ở đây là 99%, tôi cũng nghĩ thế. Tại vì sao? Tại vì thường thì cái nền dân chủ của Mỹ khi mà một cái
cuộc bầu cử đấy mình phải đảm bảo đấy, mình phải rõ ràng clear đấy là nó là cuộc dân chủ, mà dân chủ đã số liệu đã công bố như thế rồi thì Trump có thể sử dụng các biện pháp ví dụ như kiện hay là kiện lên tòa án liên bang hay là tòa án tối cao thì mình nghĩ cũng không thay đổi được kết quả, chẳng qua nó chỉ làm cho cái gì đấy của ông Biden nó khó khăn đi một tí trong thời gian, ví dụ như ông ấy sẽ phải dành thời gian để đáp lại cái lời kiện đấy như nào thôi. Còn đâu mình nghĩ khả năng cao chắc chắn 99% thì Biden sẽ là tổng thống. Thì mình muốn nói đến cái sự dịch chuyển mà anh Dũng nãy có nói đến, đấy là mọi người ở Việt Nam mình nghĩ là khi Trump làm tổng thống thì nó sẽ có lợi cho Việt Nam, mà mọi người nhìn đây đấy là sự làn sóng chuyển dịch từ dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước khác như Ấn Độ hay là Thái Lan. Thì và Biden dự báo lên thì Biden sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng vấn đề mình cũng đồng ý với quan điểm của anh Dũng, đây là Biden sẽ đứng phó với lại Trung Quốc theo một cách khác mà thâm hiểm hơn, thâm sâu hơn, sử dụng nhiều cái biện pháp cộng hưởng. Ví dụ ở đây có thể là vì cả về ngoại giao này, về răn đe quân sự, về xây dựng một hệ thống các đồng minh xung quanh Trung Quốc để hạn chế cái ảnh hưởng của Trung Quốc, bằng cách mình muốn nói đến luôn đây đấy là kinh tế. Thì nó sẽ Trung Mỹ làm gì, tại vì mình nhớ đến cái thời điểm năm 2012 khi ông Obama, ông này tổng thống, ông có một cái chính sách đấy là dịch chuyển sang châu Á. Tức là ông coi ngày trước ông ấy sẽ coi vùng Trung Âu và vùng châu Âu là tâm điểm của Mỹ, nhưng bây giờ ông chuyển sang châu Á thì mọi người có thể nhìn thấy ông ta coi Trung Quốc đấy là một cái đối trọng của Mỹ trong tương lai, tức là có thể làm ảnh hưởng đến cái vị thế cường quốc số 1, tức là đơn cực của Mỹ hiện tại. Thì sau đó đến năm 2012 thì ông ấy thúc đẩy một cái hiệp định, đấy là hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP, gồm 11 nước tham gia. Và mục đích để người ta để làm gì thì ông ta chỉ nói là mục đích để hợp tác phát triển và xây dựng lại một cái quy tắc về giao thương hàng hóa trong thế kỷ 21. Nhưng mà người ta và coi Trung Quốc, có thể coi Trung Quốc làm bạn, nhưng vấn đề là mục đích mình hiểu mục đích sâu xa hơn đấy là người ta kiềm chế Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì cái TPP đấy không có Trung Quốc trong đó, mà toàn những nước mọi người có thể nhìn thấy nó sẽ là những nước bao quanh Trung Quốc, ví dụ như Việt Nam ở vùng châu Á, Thái Bình Dương với New Zealand, Australia hay Nhật Bản, đúng không ạ? Thì cái chiến lược đấy nó sẽ làm giống như kiểu là củ cà rốt đưa cho các nước này, và để làm sao để người ta tránh xa ra Trung Quốc ở góc độ kinh tế, đúng không ạ? Thì mọi người kỳ vọng ở góc độ là TPP sẽ được ký, tại vì năm 2016 là đã được ký rồi, nhưng ở Mỹ người ta phải chờ cả thông qua tại ở Thượng viện nữa, ở Quốc hội nữa. Nhưng mà vấn đề là sau khi đó sang năm 2017, ông Trump lên, ông ta bỏ cái hiệp định ấy đi và ông thay thẳng bằng một cuộc chiến tranh thương mại. Và đúng đâu đấy nó Việt Nam cũng được hưởng lợi, và rõ ràng Việt Nam đang được hưởng lợi, nhưng mình nghĩ rằng với ông Biden thì cái chính sách của ông đấy vẫn là chiến tranh thương mại, sử dụng chiến tranh thương mại vẫn theo cái chính sách của ông Trump hiện tại. Tại vì sao? Tại vì ở trong quốc nội thì người dân người ta đánh giá cao, rất đánh giá cao cái chiến lược đấy, mà ở góc độ làm chính trị thì những cái nào được đánh giá cao và ông ấy không có cái gì mà ông ấy phải bỏ đi thì ông ta sẽ giữ tiếp tục. Và cái thứ hai đấy là ông vận dụng những cái liên quan đến chiến lược của ông ấy ngày trước ông ấy làm phó cho ông Obama, đấy là xây dựng đồng minh và cung cấp cho đồng minh những gói liên quan đến ví dụ như viện trợ kinh tế đối với lại các nước kinh tế đang phát triển, hay là các hiệp định thương mại để đưa các nước này làm sao tránh xa ra khỏi cái giao thương kinh tế, giao thương thương mại với lại Trung Quốc. Đó, mình nghĩ là cái mà mình nghĩ là Biden sẽ tốt cho Việt Nam hơn là Trump. Tại vì một cái thứ hai đấy là sự ổn định. Ông ta sử dụng một cái không phải là một chính sách mang tính là tôi thích làm gì thì tôi làm, tôi thích làm gì tôi, miễn là ông ta chỉ nghĩ về kinh tế, nhưng vấn đề là ngoài kinh tế ra nó còn những cái khác nữa mà một tổng thống Mỹ có thể làm, và đó là cái ông Biden sẽ làm. Còn đó là quan điểm của anh Trường và anh Dũng có vẻ giống nhau, là khi mà ông Biden lên thì đều sẽ là tốt, các chính sách đều sẽ tốt hơn và Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi. Vậy thì anh Duy, quan điểm của anh như thế nào về vấn đề này? Anh thì anh thấy là ông Biden lên thì cũng có lợi. Lợi thứ nhất là về mặt là chiến tranh hàng hóa, thuế giữa bên Mỹ với cả bên Trung Quốc là sẽ bớt căng thẳng, nghĩa là hai bên sẽ không tiếp tục là nâng cao cái quan điểm của mình về việc áp đặt hàng hóa lên nữa. Nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế nó được lưu thông dễ hơn,
Và thứ hai nữa là về cái việc là đổi trục kinh tế châu Á thì mình thấy là ví dụ như Trump là người đi đầu trong cái việc là đối chọi với cả Mỹ. Nghĩa là trước đấy là Obama là mới chỉ cân nhắc Mỹ là một đối trọng thôi, còn Trump là trực tiếp tuyên chiến. Thì ở đây anh nghĩ là ông Biden ông ấy cũng sẽ là tấn công tiếp Trung Quốc, nhưng mà cái cách tấn công của hai bên, của hai người tổng thống sẽ rất khác nhau. Ví dụ như Trump thì họ là đang chơi cờ vua với cả Trung Quốc, còn ví dụ như bây giờ là họ đổi trục kinh tế xong rồi họ sẽ dùng tầm ảnh hưởng của các nước khác, thì đây là giống cờ vây hơn. Thực ra thì về cơ bản mà nói thì là cái cách đánh như này thì nó sẽ làm cho cái việc là các ví dụ như ở bên cờ vua ấy, thì quân hậu là quân mạnh nhất, nghĩa là cái chính sách của Mỹ là sẽ là chính sách mạnh nhất. Nhưng mà khi mà mình chơi cờ vây thì nghĩa là từng quân một nó có vị thế riêng của nó và nó đều có sức mạnh nhất đấy, cho nên thành ra vô hình chung là các nước mà ở xung quanh Trung Quốc là đều sẽ có được hưởng lợi từ cái việc này. Thì đấy sẽ là có Việt Nam này, Hàn Quốc này, Nhật Bản. Thì bây giờ mình sẽ thấy là cái CPTPP là đã có Nhật Bản với Việt Nam rồi, và Việt Nam thì lại rất là thân với cả Hàn Quốc, cho nên thành ra Việt Nam vô hình chung là thành một cái điểm rất là mạnh ở trên cái bàn cờ vây lúc này. Đấy thì đấy là quan điểm của anh. Ngoài ra nữa thì là còn một cái vấn đề khác nữa là mình sẽ thấy là dù Trung Quốc hay là Mỹ thắng trong cái giai đoạn tiếp theo thì nhìn chung là những cái nước xung quanh là sẽ được hưởng lợi, và hơn thế nữa là không quan trọng là nước nào thắng mà anh nghĩ nó sẽ phải là phát triển đa cực. Thì ở đây nghĩa là thành ra là các nước nó sẽ thành đối trọng với nhau, bởi vì nếu mà mình nhìn cờ vua hay cờ vây thì thực ra bây giờ cũng không phải là người thắng nữa mà bây giờ là máy thắng rồi, máy là thắng tất, cho nên thành ra là nước nào mà có công nghệ mạnh thì là cái nước đấy là ăn, đúng không? Đấy, cho nên mà công nghệ thì lại chia sẻ cho tất cả mọi người, thành ra anh nghĩ là nó sẽ là thành ra là tất cả các nước đều sẽ đi lên và những nước ở gần Trung Quốc sẽ được hưởng lợi nhiều nhất vì dòng tiền. Đấy thì đấy là quan điểm của anh. Tiếp ý của Duy, mình có nói về dòng tiền đúng không ạ? Thì anh Dũng cũng nãy có chia sẻ đấy là cái gói kích thích của đảng Dân Chủ, và đảng Dân Chủ trước đây đang đàm phán với Trump và sau này sẽ là Joe Biden. Thì mình nói đến cái gói kích thích thì thường thì ông Biden trước khi ông lên ông có một cái gọi là một cái nghị sự chương trình đấy là ông ấy sẽ sử dụng, ông ấy lên 4 năm làm tổng thống sẽ làm gì, và ông ấy mình nhìn vào thì rất nhiều cái ông ấy sẽ kích thích mà kích thích nền kinh tế nội địa của Mỹ bằng các chương trình liên quan đến giáo dục, liên quan đến hạ tầng, liên quan đến năng lượng xanh, và cái quan trọng nữa đấy là cái giảm thuế, bằng cách là người ta giảm thuế để người ta sử dụng cái tiền đấy từ tiền ngân sách người ta kích thích nền kinh tế. Cái tiền kích thích đấy thì mình nghĩ là vô hình chung cộng thêm một cái chính sách của Fed đấy là giữ mức lãi suất ở mức thấp ấy, thì nó sẽ vô hình chung làm cho cái đồng đô la nó mất giá, và cộng thêm một cái này ở đồng lãi suất của thị trường Mỹ hiện tại đang ở mức Fed đang neo ở mức khoảng 0,25%, thì cái mức lãi suất thấp đấy cộng thêm các biện pháp bơm tiền của chính phủ Mỹ thì dẫn đến là cái đồng tiền đô la Mỹ mất giá, thì đâu đấy nó dòng tiền nó sẽ tìm đâu một thị trường khác, tìm một thị trường khác để nó lấy được cái mức lãi suất cao hơn. Và thì có thể là Việt Nam, mình nghĩ là Việt Nam là một thị trường mà các dòng tiền của nước ngoài ở đấy có thể là Mỹ người ta sẽ tìm đến, tại vì một môi trường ổn định, lạm phát ổn định và những cái mặt lợi mà nó được hưởng từ việc chuyển làn sóng chuyển dịch và ông Biden với lại cái chính sách về đối chọi với lại Trung Quốc ông ta sẽ tiếp tục. Như vậy thì theo ý kiến của cả ba chuyên gia thì đều muốn nói đó là khi mà ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử này thì mọi thứ đều có lợi cho Việt Nam, từ các chính sách hay là các gói viện trợ hay là về cả lãi suất nữa, đúng không? Vậy thì còn một yếu tố nữa đó là về thuế doanh nghiệp thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Mình muốn có nói thể đến các ngành của Việt Nam. Anh Dũng có thuế doanh nghiệp mà của Mỹ chứ? Đúng, thuế doanh nghiệp của Mỹ. Thực ra thì thuế doanh nghiệp này nói thật mà nói thì đúng là nó không có lợi cho thị trường chứng khoán thật. Bởi vì quan sát cái dòng tiền mà suốt những năm vừa rồi mà đã đẩy thị trường Mỹ lên ấy, thì nếu mà mọi người theo dõi cái lượng tiền mặt của các cái doanh nghiệp lớn ở Mỹ thì thấy nó tăng khủng khiếp, bởi vì là thuế thu nhập doanh nghiệp được hạ xuống rất là thấp. Thì cái dòng tiền mà đã nâng đỡ thị trường suốt cái giai đoạn vừa rồi ấy, nó có đến một phần từ cái việc là buybacks, hiện tượng mua lại cổ phiếu của các cái doanh nghiệp Mỹ. Thì ở cái giai đoạn mà 2020 từ đầu năm đến giờ ấy, thì nếu mà theo số liệu ấy, thì cái lượng buyback đấy nó đã tụt phải đến một nửa so với cái giai đoạn của năm 2019. Năm 2019 là cái năm đỉnh cao trong cái việc là hiện tượng buyback mua lại cổ phiếu của các doanh nghiệp Mỹ, bởi vì lúc đấy là cái thời điểm là
cái thuế nó giảm. Cái thuế nó giảm kịch kim thì tiền, cái lượng tiền mặt ở trong các doanh nghiệp Mỹ nó lên cao khủng khiếp. Thế thì nếu mà nói về xét mặt về mặt trung hạn mà nói, khi mà các cái chính sách thuế của Biden nó đảo ngược lại thì đương nhiên là thị trường chứng khoán nó sẽ có cái ảnh hưởng nhất định. Cái điểm này sẽ là điểm rất là khó cho quá trình mà bình ổn thị trường của chính quyền Biden trong 4 năm tới, bởi vì là vừa phải cân cái việc là giữ vững ổn định thị trường, vừa phải giảm thuế, tăng thuế lại cho cái nhóm doanh nghiệp. Nghĩa là lúc đấy là bên ngân hàng trung ương phải vừa bơm và bên này vừa hạ thì cái việc đấy, cái việc cân đấy nó sẽ rất là khó trong cái giai đoạn thời kỳ Trump. Thực ra Trump đã để lại một cái tình trạng tôi phải gọi là lổn nhổn cho Biden, bởi vì bơm tiền theo một thái cực khủng khiếp như vậy thì mọi người có lẽ là nhớ lại giống cái thời kỳ mà Việt Nam ấy, năm 2009 ấy, khi mà bơm tiền và gần như là không nghĩ gì đến việc hậu quả nó sẽ như thế nào cả. Thì tôi nghĩ là cái giai đoạn vừa rồi mà chính quyền Trump đã để lại một cái trạng thái tương tự như thế. Nghĩa là sau cái giai đoạn này, khi mà nền kinh tế nó phục hồi, tức là nó hoạt động bình thường trở lại, khi mà có Covid, có vaccine được tung ra, thì tôi nghĩ là cái trạng thái nền kinh tế thực ấy, nó sẽ khiến cho là các cái hoạt động giao thương nó tốt trở lại, thì đồng thời cái việc đó là các cái giá của các cái loại hàng hóa nó sẽ tăng mạnh trở lại. Ý của tôi ở đây có nghĩa là những gì mà Trump đã làm ấy, nó sẽ để lại một mầm mống là lạm phát rất là lớn trong thời kỳ 2 năm tới. Đấy sẽ là cái lạm phát đấy, cái rủi ro lạm phát đấy sẽ là cái rào cản rất lớn cho việc là chính quyền của Biden hỗ trợ cái việc mà kinh tế tăng trưởng trở lại trong 4 năm sắp tới nhiệm kỳ của Biden. Như cái giai đoạn mà năm 2009 ấy, khi mà 2008 khi mà có khủng hoảng subprime xảy ra ấy, thì mọi người nhớ lại là đến 2009 nhá, thì là cái gói của họ lúc đấy chỉ bơm có khoảng tầm 600 tỷ thôi. Thế cái phát đầu tiên mà bơm là có 600 tỷ thôi, cực nhỏ so với bây giờ. Sau đấy đến năm 2010 ấy, thì bắt đầu có hiện tượng là hàng hóa bắt đầu quay trở lại, đến tăng rất là mạnh cho đến tận cuối 2010 và đến 2011 thì là có một cái bong bóng nhỏ của thị trường hàng hóa. Tôi nghĩ là với cái việc mà bơm mạnh như cái lần này này, gần như là lần này Fed và Trump đã cùng tua nhanh quá trình bơm tiền khi mà xảy ra khủng hoảng. Ví dụ như là năm 2008 thì mình mất đến tận sang đến 2009 nhé, bơm liên tục từ 2008 đến 2009 thì kinh tế mới bắt đầu phục hồi lại về các cái chỉ số và thứ, là 2010 nó mới bắt đầu phục hồi lại. Thế nhưng mà thời kỳ này thì mình có thể nhìn thấy là chỉ trong vòng một năm thôi, nó bơm cái lượng tiền mà tính ra là 20% GDP. 20% GDP thì con số khổng lồ. Thì như vậy thì cái giai đoạn rút ngắn, giai đoạn nước rút bơm tiền đấy, nó sẽ khiến cho cái quá trình lạm phát nó quay trở lại rất là nhanh. Nếu như mà kinh tế, các cái hoạt động giao thương nó quay trở lại vào đầu 2021 khi mà có vaccine trở lại. Đấy thì cái khó là nếu mà xét về mặt trung hạn và dài hạn, tôi nghĩ là rất là khó cho Biden trong 2 năm tới. Nghĩa là năm 2022, tôi nghĩ là năm 2022 sẽ là năm rất là khó khăn của chính quyền Biden. Anh Dũng đang nghĩ đến một viễn cảnh lạm phát, đúng không? Phát trong, có thể là lạm phát trong 2 năm tới. Anh nghĩ là lạm phát sẽ đến sớm, ngay trong cuối 2021 là đã nhìn thấy cái mức độ lạm phát tương đối cao rồi. Tuy nhiên là mọi người nhớ lại là bản thân Fed đã sửa lại cái chính sách phản ứng của mình đối với lạm phát, tức là lần này họ nói là chúng tôi sẽ không dùng cái lạm phát trung bình nữa, 2% nữa, mà ta sẽ để chấp nhận, mà có thể chấp nhận là một cái mức cao hơn, tức là đâu đó khoảng 2,5 đến 3 là
tại cái thời điểm đấy là vẫn chấp nhận được. Thế có nghĩa là họ đang muốn, họ bản thân họ cũng đã lường trước cái tình huống là sau khi mà bơm tiền khủng khiếp như vậy thì nó tạo ra cái áp lực lạm phát lên nền kinh tế. Thì nếu như mà hút tiền lại quá sớm thì nó sẽ gây sốc cho kinh tế thực. Thế thì họ đã để cho mình cái cửa thoát luôn là phải chờ đến lúc mà lạm phát chỉ số lên khoảng tầm 3%, 2,5 đến 3% gì đó thì mới ra quyết định hút tiền. Thì chính vì thế nên là tôi mới nghĩ rằng là phải đến tầm 2022, 2023 thì cái việc đối đầu với cái rào cản lạm phát nó mới ảnh hưởng đến cái chính sách của Fed. Đồng ý với quan điểm của anh Dũng, mình cũng nghĩ là cái viễn cảnh lạm phát ấy thì nó cũng khá là rõ ràng, nhưng mà còn khi nào thôi. Em cũng đồng ý như thế, em cũng đồng ý là cái viễn cảnh lạm phát không, em nghĩ là không, nếu mà sản phát xảy ra ở thị trường Mỹ thì các thị trường khác em nghĩ cũng bị ảnh hưởng giống như Việt Nam mình. Còn cái thuế doanh nghiệp, quay trở lại cái thuế doanh nghiệp ở đây nó sẽ ảnh hưởng đến phân bổ tài sản như nào, thì Biden có nói là sẽ nâng thuế từ 21% lên 28% khi mà ông làm tổng thống. Nhưng mà vấn đề là mình quay trở lại ở chính trị Mỹ ấy, thì khi một tổng thống người ta muốn nâng thuế thì người ta phải thông qua từ thượng viện. Nhưng vấn đề thượng viện bây giờ đang trong, có thể là cuộc chiến thượng viện, cuộc chiến cho giành kiểm soát ở thượng viện hiện tại đang khá khốc liệt. Nhưng mà với quan điểm của mình thì mình nghĩ là thượng viện thì trong đâu đó trong 2 năm tới, tức là khi mà ở giữa nhiệm kỳ tổng thống thì có một cái cuộc bầu cử thượng viện lại ấy, thì may có thể là sẽ đảng dân chủ sẽ nắm thời điểm đấy. Nhưng vấn đề là thời điểm này thì sẽ khó, nên là cái nâng thuế này thì viễn cảnh mà Biden có thể nâng thuế này lên thì mình nghĩ là không quá cao đó. Thế nói chung là anh là cũng đồng quan điểm với mọi người là mặt bằng lãi suất thì sắp tới là vẫn sẽ ở mức thấp, lạm phát thì sẽ cao, tỷ giá đồng đô thì đồng đô sẽ yếu đi. Anh cũng muốn hỏi thêm mọi người là quan điểm về giá dầu nữa, bởi vì do là chính sách của Biden sẽ khá là khác với cả Trump về ngành dầu khí, về ngành năng lượng, thì là mình sẽ có view như thế nào? Thì theo tôi thì ngành năng lượng thì ông Biden trước khi ông lên, ông với ông Obama thì ông rất quan tâm đến biến đổi khí hậu, rất quan tâm đến dùng năng lượng sạch. Thì trong cái nghị sự mà khi ông ấy tham gia, ông ấy tranh cử ấy, thì ông nói rằng ông sẽ đầu tư khoảng 400 tỷ cho phát triển năng lượng sạch. Ở đây có thể năng lượng gió, năng lượng mặt trời gì đấy, thì có để kéo cái giá năng lượng, kéo cái giá vốn sản xuất năng lượng xuống thấp. Thì và ông sẽ, cái dầu đá phiến, ông ấy sẽ không khuyến khích đầu tư vào thêm đấy. Thì mình nghĩ đứng ở trên góc độ là ở trong nội địa của Mỹ thì có thể là cái dầu đá phiến nó sẽ giảm sản lượng đi. Nhưng mà vấn đề là ở ngoài Mỹ, có thể là OPEC hay là Nga, thì mình nghĩ nó sẽ đủ nguồn cung, người ta cân bằng. Thì đâu đấy nó sẽ khó, trong trường hợp nếu mà lạm phát đi không đến quá sớm ấy, mà ông những cái gói mà gói liên quan đến đầu tư cho năng lượng sạch ông ấy phát huy được, thì cái giá dầu nó cũng không biến, mình nghĩ nó cũng không biến động ở mức quá cao. Còn đâu cái thứ hai đấy là cái tác động của cái chính sách năng lượng sạch ông Biden này đến Việt Nam. Thì mình trước năm 2019, từ năm 2019 đến năm 2020 thì Việt Nam cũng quay trở lại là một cái là hướng đầu tư vào năng lượng sạch thông qua các nhà máy điện dùng sử dụng khí hóa lỏng. Khí hóa lỏng ở Việt Nam mình thì thường là sẽ phải nhập khẩu. Đối với có cái nhà máy Nhân Trạch 2 thì sử dụng khí dẫn từ các bể Nam Côn Sơn vào, nhưng mà vấn đề là không đủ. Việt Nam mình đang hướng đến là sử dụng thay thế các nhà máy than bằng các nhà máy khí hóa lỏng nhập khẩu. Thì mình nghĩ là cơ hội cho với cái chính sách của ông Biden như thế thì nó sẽ cũng có tác động đến ngành năng lượng của Việt Nam, đặc biệt là ngành năng lượng sử dụng khí hóa lỏng, khi mà các hợp đồng xây dựng nhà máy điện khí ở gần đây Việt Nam có cam kết có ký thì đều có sự tham gia của các ông lớn Mỹ, ví dụ Action Mobile hay là Chevron. Đấy, thì mình nghĩ đó là cơ hội, có thể là cơ hội cho ngành. Bổ sung cho ý của Trường thì là ông Biden là ông ý là có hai gói, một gói là 400 tỷ và một gói là 300 tỷ. Gói 400 tỷ là cho năng lượng với cả nguyên liệu và 300 tỷ là cho công nghệ AI với cả xe điện. AI. Đấy, thì view của mình là ví dụ như là các ngành công nghệ thì sẽ được hưởng ngay.
ví dụ như là những cái cổ phiếu thiên về software outsourcing. Ví dụ như là bên FPT chẳng hạn thì là họ là sẽ là có khách hàng lớn là Mỹ, mà khách hàng của họ thì phải đến hơn 20% là những người là làm về xe thông minh. Cho nên thành ra là họ sẽ được hưởng lợi ở cái gói này. Ngoài ra nữa thì là đối với cái nhóm năng lượng sạch thì view của mình thì là về giá dầu thì là khả năng là giá dầu nó sẽ đi ngang hoặc là chỉ tăng nhẹ thôi, chứ nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì xu hướng sắp tới thì nó sẽ chuyển sang là những cái dạng năng lượng khác. Còn về cái nhóm được hưởng lợi bởi vì cái khí hóa lỏng thì mình sẽ có là ví dụ như là Pao thì họ sẽ làm về nhân trạch 3 và nhân trạch 4. Nhưng mà cái này nó khá là lâu. Nghĩa là nó phải 2024 cơ. Một nhà máy về bất 4 năm đấy, mà trong khi đấy là 2022 thì cái nhóm xây dựng thì là nhóm ví dụ như là PVS các thứ thì có thể được hưởng lợi sớm hơn. Thì là 2022. Còn ví dụ như là nhóm gas với cả nhóm kia thì phải là 2024, cho nên thì ra câu chuyện nó cũng khá là dài hạn. Thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không đến ngay. Ngoài ra nữa thì là cái việc là làm gói viện trợ này thì có thể là sẽ giúp khiến cho là Mỹ là phải vay nợ thêm để làm, đúng không nhỉ? Đấy. Thì cái việc vay nợ thêm này nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái đồng đô. Thì là support thêm cho việc là đồng đô là họ sẽ khó tăng được. Mình nhìn chung thì thấy là cái mặt bằng tài sản là ở Mỹ là mọi thứ nó sẽ bớt hấp dẫn đi. Và càng cân trục thì kinh tế nó chuyển sang các nước khác, ví dụ như emerging market, ví dụ như Việt Nam chẳng hạn. Thì thành ra là vô hình chung là lại một lần nữa support cho việc là Việt Nam sẽ được hưởng lợi hơn trong tương lai. Nhưng mà có vẻ như là theo như quan điểm của các panelist ý, thì là mọi người đều rất là lo ngại về vấn đề lạm phát. Việc lạm phát đến sớm thì nó có thể làm cho việc là Fed là phải điều chỉnh lại về cái lãi suất của mình, đúng không? Thì cái việc đấy là nghĩa là nó là một cái rủi ro ngắn hạn, thì cái rủi ro này nó phải đi qua thì thị trường nó mới có thể, thì Việt Nam mới thực sự là có thể là điểm sáng được. Đấy là quan điểm của mình. Đấy. Còn hiện tại thì là mình cứ phải từ từ chờ đợi. Vậy thì với topic bàn luận về cuộc bầu cử này thì các chuyên gia của chúng ta cũng đã đưa ra ý kiến đó là với cuộc bầu cử này nếu như mà ông Biden có chiến thắng ở trong này thì Việt Nam cũng hoàn toàn được hưởng lợi. Tuy nhiên thì về mặt bằng lãi suất thấp và lạm phát trong xu hướng tới sẽ tăng và sẽ gây một chút trở ngại gì đó. Đúng không ạ? Vậy thì chúng và sẽ ảnh hưởng đến cả cái việc là phân bổ tài sản của nhà đầu tư như thế nào. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính ngày hôm nay, đó là đầu tư cơ hội. Thì đây là thắt tài sản mà như những cái buổi trao đổi trước thì tôi cũng có nhắc về thắt tài sản. Và trong thắt tài sản thì chúng ta có chia ra làm 3 tầng, tại VN Direct chia ra làm 3 tầng. Tầng thứ nhất đó là về tài sản phòng vệ, tầng thứ hai là tài sản đầu tư và tầng thứ ba là đầu tư là tài sản đầu tư cơ hội. Và những buổi trao đổi trước thì tôi đã nói về tầng thứ nhất và tầng thứ hai, đó là đi cash và đi ship. Và hôm nay thì chúng ta đi lên tầng thứ ba là đầu tư cơ hội, kiến tạo cơ hội và kiếm tiền nhanh. Vậy thì nhưng mà tuy nhiên thì nhà đầu tư trên thị trường đang đầu tư theo tầng này nhưng mà lại theo cái hướng là mua con nọ bán con kia, và nhà đầu tư chưa hiểu được là đầu tư cơ hội là như thế nào. Vậy thì theo quan điểm của các chuyên gia thì thế nào là một cơ hội đầu tư và có những điều kiện nào để tạo ra được một cơ hội đầu tư ạ? Xin mời anh Dũng. Để mà định nghĩa thế nào là một cơ hội đầu tư hay nói trắng ra nó là đầu cơ, thì với quan điểm của một trader ấy, thì bản thân của mình khi mà nó rất đơn giản thôi, đấy là khi nào mà risk reward nó xứng đáng thì mình sẽ đầu cơ. Mình nói cho nó nhanh, đấy là đầu cơ. Risk reward với mình khi nào mà nó khoảng 1:3, tức là cơ hội mà đến được trả lại được return mình 3 lần so với cái rủi ro là 1, thì lúc đấy xứng đáng là để đầu cơ. Đầu cơ ở đây nó không nhất thiết là cứ phải T3. Đầu cơ ở đây chỉ đơn thuần là có thể mình nhìn thấy trong vòng một quý tới nó có một cái xu thế về hàng hóa chẳng hạn, thì mình sẽ đầu tư vào các cái nhóm cổ phiếu hàng hóa, chứ nó cũng không phải là cứ ngày hôm nay mua xong rồi T3 về bán. Cái đấy là nó không, đối với mình nó không phải đầu cơ. Cái đấy nó lại gọi là mua bán loạn xạ thì đúng hơn là đầu cơ. Thì với cái quan điểm của mình về lạm phát có thể quay trở lại những trong 2 năm tới ấy, thì các cái cơ hội đầu cơ mà theo quan điểm của mình thì nó sẽ xoay quanh trong cái việc theme là lạm phát trở lại. Có nghĩa là
mình nhìn thấy là cái lượng tiền của tất cả các ngân hàng trung ương bắt đầu sẽ dồn cục lại ngay khi mà có vaccine trở lại, các hoạt động kinh tế nó trở lại bình thường, thì cái lượng tiền đấy nó sẽ khiến cho, nó sẽ chạy khắp nơi và nó sẽ khiến cho việc là các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các cơ hội để đầu cơ ngay lập tức. Thì nếu mà nhìn hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy là vàng với cả bạc là trong năm vừa rồi là đã có một cái sự tăng trưởng khá là ấn tượng. Thì nó cũng diễn ra cũng khá giống cái năm giai đoạn mà khủng hoảng năm 2008 ấy. Tức là thời kỳ đấy là mình nhìn thấy là đáy của vàng là bắt đầu từ 2006 thì phải. Và sau đó là nó cứ tăng dần lên cho đến cùng lúc mà vàng đạt đỉnh là cũng là năm 2011, 11, 12 gì đó. Nó cùng lúc với cái việc là các cái hàng hóa nó cũng dựng đứng lên trong cái thời kỳ mà vàng bạc đấy. Thế thì bây giờ quá khứ nó sẽ lặp lại. Theo mình hiểu nó là như thế. Thì bây giờ cái việc mà dòng tiền nhiều như vậy đang trôi nổi trên bên ngoài ấy, thì sẽ khiến cho là tạo ra những cái cơ hội đầu cơ rất là lớn trong năm tới. Mình nghĩ là vàng bạc đều là những cái cơ hội đầu tư rất là hấp dẫn. Rồi ngay cả những cái mới nổi như là Bitcoin chẳng hạn, mặc dù là giai đoạn trước thì nó có một cái quả crash rất là mạnh của coin, nhưng mà bây giờ mọi người nhìn thấy là trong năm vừa rồi ấy, riêng năm vừa rồi là thị trường coin là thị trường tăng trưởng ấn tượng nhất, chứ không phải là các cái thị trường về cổ phiếu của Việt. Thì như thế thì mình đánh giá là năm tới cũng sẽ là năm của cả coin nữa. Cái đấy là để đoạn sau mình sẽ nói kỹ hơn, còn đoạn này thì mình sẽ tập trung vào việc là nói là như thế nào là một cơ hội đầu tư. Thì ví dụ như là em thì em thấy là em cũng đồng ý với anh là một cơ hội đầu tư thì là nó sẽ phải là có lợi nhuận, nghĩa là mình phải có kỳ vọng lợi nhuận ở đấy thì mình là mới có thể là cơ hội đầu tư được. Nhưng mà bây giờ mình kỳ vọng như nào thì nó lại là vấn đề liên quan đến hiểu biết của mình, cho nên em mới nghĩ đến việc là thế thì mình cần phải có một hiểu biết nhất định về cái tài sản đấy thì nó mới thành một cơ hội đầu tư. Còn nếu không thì đúng như anh nói, khi mà mình không có đủ hiểu biết thì mình sẽ thành như kiểu là đánh loạn xạ thôi. Thì mình chả làm rõ được cái gì cả. Đấy thì rất là dễ bị sai. Đây là quan điểm của anh Dũng và anh Duy. Thế còn anh Trường, anh nghĩ sao về thế nào là một cơ hội đầu tư? Tôi cũng có quan điểm đồng với lại anh Dũng với lại Duy ở đây. Mình nghĩ cơ hội ở đây nghĩa là gì? Cơ hội nó là một cái gì đấy nó chỉ đến sau đó nó đi. Và để mà thấy được cái cơ hội, để thấy được cái đến và đi đấy thì mình, như anh Duy nói đó, mình cần kiến thức, đúng không ạ? Và cái cơ hội này mình muốn nói đến là cơ hội này dành cho ai, cơ hội này mình đầu tư, cơ hội này dành cho ai, đầu tư cơ hội này mình nghĩ là dành cho những người nhanh nhạy. Và mình muốn nói là nhà đầu tư trung bình, mình nói muốn là nhà đầu tư trung bình trên thị trường có thể nắm bắt được cơ hội này không, thì mình nghĩ thì nhà đầu tư trung bình trên thị trường thì cũng có thể, nhưng vấn đề là nó sẽ là đi ăn rỉa đoạn sau của cái cơ hội đấy, khi mà mọi người đã biết đến rồi. Và thường thì cái lợi nhuận ở đấy nó sẽ đi cùng với rủi ro, thì lúc đấy thì mình tổng kết đây lấy là cái đầu tư cơ hội này là dành cho những người vượt trội thị trường hơn là những người ở mức trung bình thị trường. Vậy thì tóm lại ý kiến của cả ba chuyên gia, đấy là ba chuyên gia nói là để có một cơ hội đầu tư thì nhà đầu tư cần phải có kiến thức, tức là có sự hiểu biết. Thứ hai là nhà đầu tư phải xác định được là nó có cái loại đầu tư đấy có khả năng sinh lời, tức là xác định được cái lợi nhuận và cái rủi ro ở đây. Như anh Dũng cũng có chia sẻ quan điểm và anh Duy, anh Trường cũng chia sẻ. Và thứ ba là khi mà lựa chọn cái tài sản đầu tư đấy thì nhà đầu tư là những cái loại tài sản mà có tính thanh khoản. Thì anh Dũng cũng nêu liệt kê ra một vài những cái loại tài sản để nhà đầu tư có thể tham khảo. Và hiện nay thì mọi người đang đầu tư nhưng mọi người lại quên mất là khi mà đầu tư thì phải đáp ứng ba cái điều kiện này. Thứ nhất đó là an toàn, tức là sự hiểu biết của mọi người. Thứ hai đó là có khả năng sinh lời, ở đây là khả năng tăng giá của cái loại tài sản đầu tư đó và tạo được thu nhập ổn định, chứ không phải là mua con nọ rồi chờ giá lên, hay là nếu như mà thị trường mà không may mà có không ổn định thì sẽ bị mất một khoản khá là lớn ở đây. Và thứ ba là cái tài sản đấy thì phải có tính thanh khoản cao, tức là có thị trường bền vững. Vậy thì khi mà nhà đầu tư
lựa chọn để đầu tư vào các loại tài sản đầu tư cơ hội thì nhà đầu tư sẽ có lợi ích gì hay là rủi ro gì? Các chuyên gia có thể nói cho nhà đầu tư để nhà đầu tư hiểu và biết được cái khi mà mình ra cái quyết định đầu tư cơ hội. Lúc nãy Trường còn nói là những ai mà kiểu phải là hiểu về thị trường thì mới có thể tham gia vào kênh này đúng không? Đúng, mình nghĩ như thế. Mình nghĩ là cái lợi ích và cái rủi ro, vì nó là cơ hội mà, cơ hội nó không dành cho tất cả. Mà những ai, nó dành cho ai? Nó dành cho những người ở trên mức thị trường, những người hiểu biết ở trên mức thị trường. Và có thể những người ở mức trung bình thị trường cũng được, nhưng mà cái đoạn ăn cái mà lợi, cái return, cái lợi nhuận của người ta được thì người ta sẽ không có quá nhiều, mà trong khi rủi ro nó lại sẽ cao. Mà mình thì lại đang đồng ý là cái tầng trên này là nó sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn đúng không? Tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, nó sẽ đi cùng với rủi ro đúng. Thế thì nghĩa là nếu mà như thế, nghĩa là chỉ có ai hiểu biết thì là mới là có thể đầu tư được cái này. Thực ra thì nó có một cái loại hình thứ hai, tôi nghĩ đến là có đầu cơ ở đây đâu đấy, nó có thông tin. Tức là ông không cần hiểu biết, nhưng vấn đề ông đi theo một ai đấy, và người đấy người ta có hiểu, chắc chắn là người ta phải hiểu biết, và người ta ở nhưng mà cái hình thức đấy thì mình nghĩ nó sẽ không phải là hình thức bền vững. Nó phải là, nó phải có một từ là bền vững đúng không, hay là trong một thị trường bền vững đúng không? Đúng rồi, trong một thị trường bền vững. Thì tuy nhiên là khi mà mình giới thiệu đến cái tháp tài sản ấy thì mình xây dựng ba loại tài sản, thì đó cũng là lý do tại sao mà tài sản đầu tư cơ hội lại xếp ở tầng trên cùng, mà ở dưới là tài sản phòng vệ và tài sản tích sản theo mục tiêu. Thì ý của Duyên ở đây là cái tài sản đấy nó về rủi ro nó có thể là cao này, nhưng vấn đề là rủi ro cao và lợi nhuận cao, nhưng vấn đề nó không dành cho tất cả đúng không? Nếu mà đầu tư hết vào trên tầng trên cùng thì liệu có lãi nhiều hơn so với cả đầu tư vào tầng ở dưới không? Kiểu ví dụ đầu tư vào cái D-SIP chẳng hạn, thì liệu mình có lãi nhiều hơn nếu mà mình đầu tư hết ở trên D-Stock thôi? Thì cái đấy mình phải phụ thuộc, là nếu mà mình là Sokol Soros hay là mình là Druckenmiller hay là mình là ai đấy thì mình sẽ được như thế. Còn nếu mà không, mình chỉ là một nhà đầu tư trung bình, thì cái phương án quan trọng đây là mình nghĩ là mình tìm một cái nào đấy phù hợp nhất với mình, chứ không phải là mình tìm cái nào đấy lợi nhuận cao nhất, phải là phù hợp nhất với mình đúng không? Nếu mà mình không có kiến thức mà mình cứ đi tập trung vào đi tìm kiếm một cái mà mình sẽ bị mất tiền thì rõ ràng là nó không phải là phù hợp nhất. Theo anh Dũng thì lợi nhuận là gì ạ? Lợi ích và cái rủi ro khi mà nhà đầu tư tham gia đầu tư cơ hội, và để một nhà đầu tư có thể tham gia được vào cái đầu tư cơ hội này thì cần những cái điều kiện gì để họ tự tin để giành được chiến thắng khi mà đầu tư cơ hội? Lợi ích và rủi ro thực ra mà nói thì đương nhiên là lợi ích nhiều thì rủi ro lớn rồi, cái đấy mình phải chấp nhận trong cái câu chuyện là tìm kiếm những cái cơ hội đầu cơ. Thì cái mà dễ nhất để có thể mọi người theo đuổi là đấy là dòng tiền, tức là mình nhìn thấy là khi mà dòng tiền họ đổ vào những cái khu vực tầng lớp tài sản nào ấy, thì đấy chính là tất cả đang đầu cơ ở đó. Thì trong cái giai đoạn đầu của cái việc đầu cơ thì cái rủi ro nó sẽ không quá lớn, bởi vì là khi mà dòng tiền nó tập trung ở đấy rồi thì cái việc mà dòng tiền nó rút ra nó rất là khó. Nên là khi mà cái giai đoạn đầu cơ nó ở chớm ở cái giai đoạn đầu mà mới chỉ là một số lượng người biết đến ấy, thì nó lại không phải quá là một cái rủi ro lớn. Thì mọi người phải để ý cái việc đấy. Thì đến khi mà nếu như mà tất cả mọi đám đông mà đều đã nói đến cái cơ hội đấy rồi thì lúc đấy là rủi ro nó sẽ tăng cao hơn rất là nhiều. Thì bản thân những cái người mà không hiểu biết ấy thì họ sẽ không có một cái thước đo gì về câu chuyện lúc nào là cái thời điểm là đám đông nó đã vào nhiều rồi hay là cái câu chuyện đấy mới chỉ diễn ra ở giai đoạn ban đầu. Đấy thì là cái điểm khác biệt của người tìm hiểu sâu về cái cơ hội đấy và cái người mà chỉ tham gia theo kiểu vui vui, nghe bạn bè nói rồi có anh môi giới này, anh môi giới nọ khuyến nghị. Đấy thì cái câu chuyện khác biệt nó là như thế. Thế thì lợi ích của cái việc theo đuổi dòng tiền là bao giờ là cái mức tăng trưởng của cái lớp tài sản đấy nó sẽ nhanh hơn so với những cái việc mà đầu tư vào những cái lớp tài sản mà nó cứ bình theo thời gian. Bởi vì là toàn bộ tiền của xã hội nó dồn vào trong cái lớp tài sản đấy trong một thời gian ngắn, thì đương nhiên là cái phần bình lên về mặt giá của nó sẽ phải cao hơn rất là nhiều so với những cái tầng lớp tài sản kia. Thế thì đấy chính là lợi ích của cái việc là theo đuổi cơ hội đầu cơ. Rủi ro ở đây thực thường là khi mà mọi người tham gia vào những cái cơ hội đầu cơ, mọi người rất hay leverage cao. Nếu như mà mình đầu cơ theo kiểu là mình chỉ cần bỏ cái phần vốn của mình vào để
để theo cái dòng tiền của xã hội thôi ấy, thì rủi ro tôi nghĩ là nó không cao lắm. Nó chỉ rủi ro khi mà mình đòn bẩy 2 lần, 3 lần lên, thậm chí 4, 5 lần. Có người là theo vào cái kinh nghiệm tôi cho thấy là kể cả có những người là vào trong rất sớm. Tuy nhiên là bởi vì là không có kỷ luật về việc quản trị cái dòng tiền của mình, đến cái vùng cao hơn thì lại leverage rất là cao, bởi vì nghĩ là mình đang đúng rồi và mình sẽ dồn thêm tiền vào để tận dụng cái xu thế đầu cơ này, thì cuối cùng là họ lại mất ở cái đoạn là ở đoạn sau. Mặc dù họ đúng ở đoạn đầu nhưng cuối cùng họ lại thất bại ở cái đoạn sau. Đấy chính là rủi ro của cái quá trình mà đi đầu cơ, bởi vì đầu cơ nó là lòng tham. Nên khi mà mình không kiểm soát được cái lòng tham đấy thì là cơ hội đầu cơ nó trở thành là một cái rủi ro rất là lớn. Thì ở đây nói chung nó sẽ chỉ liên quan đến câu chuyện là quản trị cái dòng tiền của mình khi đầu tư vào một cái cơ hội ngắn hạn mà thôi. Còn lại thì cái rủi ro như tôi đã nói đấy, là khi mà cả xã hội mới quan tâm ở giai đoạn đầu thì nó không có rủi ro lắm. Rủi ro chỉ đến khi mà mình đã để cái lòng tham của mình nó khiến cho cái việc quản trị dòng tiền của mình nó bị sai lệch so với cái thời điểm lúc đầu mình bắt đầu vào. Anh em cũng đồng ý với quan điểm của anh. Ở đoạn sau thì cũng có nói về ông Soros, thì ông ấy cũng có một lời khuyên, ông ấy có hai lời khuyên thôi, nhưng mà hai lời khuyên đấy nó đều rất khớp với cả những thứ anh nói. Lời khuyên thứ nhất là bạn lại đừng để bạn phải xem là một lần bạn thắng là bạn được bao nhiêu và một lần bạn thua thì bạn mất bao nhiêu. Và lời khuyên thứ hai là đừng có dùng đòn bẩy quá nhiều, hãy còn chôn quật đòn bẩy rất là tốt. Đấy, thì hai cái đấy nó đều cho thấy rõ ràng là mình đúng sai là có thời điểm, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình có cái kỷ luật trong cái việc dùng đòn bẩy hay không. Vậy thì về nói về cái lợi ích và rủi ro, thì khi mà nhà đầu tư họ lựa chọn một cái loại tài sản hay là một cái cơ hội đầu tư, thì nếu như mà cái lợi nhuận mà mang lại cho họ cao thì đồng nghĩa với việc là cái rủi ro cũng khá là cao. Vậy thì từ những cái ý kiến của các chuyên gia thì đưa ra được là điều kiện để nhà đầu tư có thể tự tin để tham gia vào cái xây dựng cái tài sản đầu tư cơ hội này, đó là nhà đầu tư phải có, thứ nhất là về khả năng tài chính. Khả năng tài chính ở đây tức là như lúc nãy thì Duyên có chiếu thắt tài sản, tức là nhà đầu tư hãy đảm bảo được cái thứ nhất là bệ phóng tài chính, cái nền móng cho mình để khi mà lên cái tầng tài sản đầu tư cơ hội, nếu như mà thị trường hay là nhà đầu tư gặp rủi ro thì vẫn còn một cái bệ phóng để nhà đầu tư có thể đi lên tiếp. Và tầng thứ hai đó là tầng tài sản đầu tư tích sản theo mục tiêu. Đạt được hai tầng đó rồi thì nhà đầu tư sẽ dùng những cái khoản tiền thừa của mình để có thể tạo ra cái khoản tiền kiếm thêm tiền, đó là tầng đầu tư cơ hội. Và thứ hai đó là nhà đầu tư phải có kiến thức để mình tự tin để tham gia lựa chọn những cái loại tài sản để hay là chấp những cái cơ hội trên thị trường. Và thứ ba, một cái nữa đó là phù hợp với cái điều kiện thị trường khi đó. Cái điều kiện thị trường này nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái việc là ví dụ như là ở đằng sau thì bên mình có present là sẽ có là những trường phái đầu tư, ví dụ như là ông Fisher hay là ông Jack, ông Peter Lynch. Thì có điểm đặc biệt là ông Peter Lynch này với cả ông Fisher là có hai cái quan điểm rất là trái ngược nhau về việc là đa dạng hóa cổ phiếu. Thì ví dụ như Fisher thì là bảo rằng là một nhà đầu tư thì chỉ nên có đến 3 đến 5 cổ phiếu thôi. Nhưng mà Peter Lynch thì cầm đến 1.000. Đấy. Thì cái việc đấy nó, bởi vì cái điều này rất đơn giản thôi, bởi vì hai ông này có hai cái điểm khác nhau. Thứ nhất là ông Fisher, hai ông này là có cái size về quỹ là khác nhau. Và thứ hai nữa là ông Fisher thì là ông ý ở hai ông này sống ở hai thời kỳ khác nhau nữa. Thành ra là với nghĩa là mình sẽ có thể, nếu mà mình ngồi đọc kỹ hơn những cái người ở đây thì mình sẽ thấy là bọn họ có rất nhiều câu đá nhau. Đấy, ví dụ như là ở đây có một ông là ông Michael O'Neill với ông Peter Lynch thì nói rất khác nhau luôn. Ông Peter Lynch thì không hề quan tâm gì đến PE luôn. À, rất là quan tâm đến PE. Nghĩa là ông ý rất là thích PE là nó ở mức thấp. Còn ông Michael O'Neill thì lại nói rằng là PE là không là gì cả. Nó chỉ là một cái hệ quả của việc là thị trường thôi. Cho nên là thành ra là nếu mà đầu tư theo PE thì mày sẽ không đúng đâu. Đấy. Thì thành ra là với mỗi một cái điều kiện thị trường khác nhau thì các trường phái triết lý đầu tư sẽ khác nhau. Và sau đấy thì là nó sẽ liên quan đến cái việc là cái cách đầu tư của mình nó khác nhau. Và ngoài ra nữa thì là ở đây sẽ có một ông là ông Jack. Ông Jack là nói rất là chuẩn.
ông ấy nói rằng là khi, nghĩa là ông ấy có, mình thì mình theo quan điểm giống ông ấy, nghĩa là ông ấy theo cái quan điểm là mean reverse, nghĩa là mọi thứ nó sẽ quay về cái mức trung bình thôi. Khi bạn outstanding một thời gian rất dài rồi thì sau đấy là sẽ có những lúc mà bạn không outstanding được nữa. Bởi thì mình có thể lý giải rằng là bởi vì do mỗi một con người mình thì mình có một cái nếp sống khác nhau, cho nên là mình sẽ có một cách đầu tư khác nhau. Cho nên vào mỗi một thời điểm của một thị trường thì mình sẽ có một cái trạng thái đầu tư nó lãi hay lỗ khác nhau. Đấy. Thì đấy là sơ qua. Thì đó là cùng với chủ đề mà anh Duy đang giới thiệu luôn, đó là về các triết lý đầu tư của các nhà đầu tư lớn trên thị trường. Vậy thì khi mà nhà đầu tư tham gia đầu tư, lựa chọn cơ hội đầu tư, thì nhà đầu tư cũng cần phải có cái triết lý hay là có một cái nền gì đấy là nhà đầu tư lựa vào. Đúng rồi. Dựa vào đó để đưa ra cái sự lựa chọn đầu tư của mình. Vậy thì với các chuyên gia của chúng ta ở đây thì các chuyên gia đã sử dụng những triết lý của mình để đầu tư như thế nào, đầu tư cơ hội như thế nào? Anh Dũng có thể chia sẻ mọi người. Cái phong cách của anh thì là nó thiên về macro nhiều hơn, tức là quan sát những cái hành động của Central Bank, của Ngân hàng Trung ương để mình ra cái quyết định đầu tư. Đương nhiên là trong cái quá trình ra quyết định đấy thì mình vẫn phải chọn cổ phiếu giống theo kiểu những người phân tích cơ bản. Tuy nhiên là cái cách phân tích cơ bản của anh thì nó sẽ không theo kiểu là phải đi sâu vào doanh nghiệp, mà anh sẽ chọn lựa xem là những cổ phiếu cơ bản nào mà các quỹ đầu tư đang quan tâm nhất thì anh sẽ đầu tư vào. Tức là nó anh đi có thể assume tiền. Là anh đi theo dòng tiền. Anh đi theo dòng tiền của các quỹ, bởi vì mình assume rất đơn giản thôi, là bởi vì các quỹ là nghiên cứu về cơ bản rồi nên là đương nhiên là những cái cổ phiếu mà họ đầu tư vào là nó có giá trị về mặt cơ bản. Cộng hưởng thêm cái việc là dòng tiền lớn họ đi vào đâu thì sau đấy đâu đó trong quá trình mà Central Bank bơm tiền vào sẽ có xuất hiện những cái dòng tiền mới vào và đẩy cái lớp tài sản mà các quỹ đấy đầu tư lên một cái tầm cao mới. Thì đấy là cái cách dễ nhất của một người mà không có quá nhiều thời gian vào trong cái câu chuyện tìm hiểu về mặt cổ phiếu. Tức là thực ra thì nó cũng giống cái câu chuyện là mình mua một cái rổ chỉ số đó, rổ chỉ số và các cổ phiếu cơ bản, và mình ra cái quyết định mua bán dựa trên cái việc là đánh giá xem là cái dòng tiền của Ngân hàng Trung ương, dòng tiền của các quỹ ra vào nội ngoại ra sao ở trong một cái thời kỳ mà mình muốn tính toán. Đấy thì cái phong cách đầu tư của anh nó nghiêng về như thế, bởi vì là thường là anh cũng sai quản lý thì nó cũng sẽ theo kiểu tổ chức ấy, thì mình cũng suy nghĩ theo kiểu tổ chức ấy, nên là cái việc làm cái cách phân bổ như thế thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình trong cái việc là cứ phải cố mà đi sâu đào sâu vào một hai, tức là giống theo kiểu của ông gì nhỉ, ông gì lúc đầu nhỉ, mà chỉ danh mục chỉ nên có tầm 3 đến 5 cổ phiếu á. Ông Fisher. Đấy thì tức là lúc này đòi hỏi là mình phải tìm hiểu rất cực kỳ sâu vào trong từng một hai cổ phiếu đó. Thì cái cách mà dễ nhất của việc đi danh mục là đi theo quản trị phân bổ tài sản, phân bổ danh mục. Còn cái việc mà mua bán thì nó sẽ dựa trên là việc mình đánh giá xem cái dòng tiền lớn nhất, mạnh nhất vẫn là Central Bank. Sau đó là đến các cái dòng tiền của ETF, của các cái quỹ passive ở bên ngoài. Còn về dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân thì nó sẽ rất là on off, tức là lúc nó sẽ đi vào và lúc nó sẽ đi ra rất là nhanh, thì cái đó nó sẽ khó cho cái việc mình ra quyết định. Đấy là cái triết lý đầu tư của anh Dũng. Vậy thì có anh Trường. Anh thì anh là một nhà đầu tư cá nhân, anh không có quản lý tài sản gì, nhưng mà vấn đề của anh thì anh nhìn vào đó là anh đầu tư vào doanh nghiệp, tức là anh đi từ bottom up lên chứ không phải là top down. Thì anh nghĩ là cổ phiếu nó không có cũng không quan trọng là doanh nghiệp nó vẫn ở đấy. Nếu mà mình chọn sai doanh nghiệp thì coi như là mình chọn sai cái lựa chọn đầu tư của mình. Thì với anh là một doanh nghiệp nào là ổn thì trước tiên nó phải là có triển vọng, doanh nghiệp đấy có triển vọng, và sau khi mình đã chọn được doanh nghiệp có triển vọng ấy rồi thì rõ ràng một doanh nghiệp nó sẽ có cái lúc lên lúc xuống của nó, và mình nhìn càng sâu vào doanh nghiệp thì mình để thấy được là cái thời điểm nào là lúc lên và lúc xuống của nó.
ý của anh là chọn một doanh nghiệp, chọn ngành nghề của doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, tăng trưởng có tăng trưởng này. Thứ hai là nhìn sâu vào doanh nghiệp để chọn thời điểm, là ở đây anh không nói là chọn market timing, không phải chọn thời điểm của thị trường mà chọn thời điểm của doanh nghiệp, của ngành nghề đấy. Ví dụ như là một ngành xây dựng, ngành bất động sản thì mình có thể nhìn thấy những cái thời điểm nào nó rõ ràng cái anh không muốn nói ở đây là cái chính xác là cái thời điểm nào, mà anh muốn nói là nó một khoảng thời gian. Ví dụ như ngành bất động sản của mình nó đã có một cái ngành, nó đã có một cái thời gian tăng trưởng khá là ổn từ năm 20 cuối năm 2014 đến năm 2019, đúng không? Thì đâu đấy nó sẽ phải cần có một cái gì đấy nó điều chỉnh lại để nó hấp thu được cái lượng hàng mà nó các nhà đầu tư đã bơm ra quá là nhiều, trong khi nhu cầu thực của nó không có. Nhưng mà đấy là trong cái thời điểm này là có thể là lãi suất giảm, nó sẽ là một cái yếu tố hỗ trợ. Thì đấy anh nói là chọn doanh nghiệp, chọn ngành nghề. Và thứ hai là nhìn sâu vào doanh nghiệp để mình có được một cái bức tranh rõ hơn. Chứ mình không nhìn vào cái, còn đâu cả những yếu tố liên quan đến cổ phiếu thì anh sẽ có thể nhìn, nhưng vấn đề nó sẽ không phải là như những cái liên quan đến nội tại của doanh nghiệp. Quan điểm của anh Trường là đầu tư sẽ là lựa chọn cổ phiếu và đầu tư vào doanh nghiệp. Đúng. Để mình đầu tư. Thế còn anh Duy, anh sẽ có triết lý như thế nào để đầu tư? Anh thì anh không có triết lý đầu tư. Tại vì do là anh cũng lúc nãy anh cũng nói về, nghĩa là kiểu từng chuyên gia thì vào từng thời điểm khác nhau ấy, nó sẽ có những cái quy tắc, bộ quy tắc khác nhau, đúng không? Cho nên thành ra là anh không có bộ quy tắc về chọn cổ phiếu hay về phương pháp đầu tư của mình, mà anh sẽ thường là sẽ là chỉ đầu tư. Và sau đấy là đương nhiên anh cũng sẽ nhìn vĩ mô từ trên vĩ mô xuống, sau đấy thì là anh sẽ chọn theo ngành, và trong ngành thì anh sẽ bottom up ở lên trên đấy. Thì nhưng mà ví dụ như anh thì là thường là anh có lợi thế là anh không có quản lý tiền cho cái gì cả, và anh chỉ có tiền của anh thôi, và tiền của anh thì anh có thể di chuyển rất nhanh, nghĩa là gần như là thanh khoản của anh tuyệt đối luôn, anh hoàn toàn có thể bán hết cổ phiếu danh mục của anh chỉ trong một ngày thôi, cho nên thành ra là anh rất là linh động. Vì vậy cho nên là anh sẽ thấy ở giai đoạn này cái nào phù hợp thì anh sẽ dùng, còn lúc nào không phù hợp nữa thì anh không dùng nữa. Thì ở giai đoạn này thì anh đang theo ông Ken Slim, theo Michael O'Neill. Còn anh nếu mà nói thêm nữa là về việc là triết lý thị trường, thì anh nhìn thấy thị trường mình cũng giống như chỉ Mỹ cái thời 80-90 thôi. Đấy là lý do vì sao mà cách đây mấy năm thì là Warren Buffett rất là nổi và rất là nhiều người hướng theo. Và anh nghĩ rằng là cái trường phái của ông ấy vẫn sẽ đúng trong rất là lâu, bởi vì do là như anh đã nói ở tình hình vĩ mô thì là bây giờ nó mới bắt đầu là một trò chơi cờ vây thôi. Nghĩa là Việt Nam vẫn còn rất sớm, mọi thứ vẫn còn rất sớm, nhưng mà mình sẽ không thể nào mà quá aggressive ngay từ đầu. Mình cứ từ từ đi, từ từ thôi. Và mình hoàn toàn có thể là đầu tư vào cổ phiếu dần dần. Chọn, đương nhiên là chọn những cổ phiếu tốt nhất thì xong rồi mình có thể nắm giữ dài hạn. Thì anh nghĩ là một tương lai thịnh vượng dành cho tất cả mọi người. Thì ở đây chúng ta có ba chuyên gia, thì cũng coi như là có ba triết lý của anh Dũng. Thì anh Dũng sẽ đầu tư dựa trên cái dòng tiền của Ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư để ra cái quyết định đầu tư. Thứ hai là của anh Trường, thì anh Trường sẽ nhìn vào khía cạnh của doanh nghiệp, là một doanh nghiệp có triển vọng thì anh Trường sẽ đầu tư trong tương lai. Còn của anh Duy thì anh Duy sẽ linh hoạt dựa vào cái thời kỳ của thị trường phù hợp với thời kỳ nào thì anh sẽ có những cái sự lựa chọn riêng của mình. Vậy thì với cái cuộc bầu cử của Biden có thể là thắng, thì mặt bằng lãi suất trong tương lai sẽ thấp và lạm phát thì dự kiến trong tương lai đến năm 2022-2023 thì cũng sẽ cao, và Việt Nam thì đang đi lên và trở thành điểm sáng kinh tế thế giới. Thì các loại tài sản nào chúng ta có thể lựa chọn để cho vào tầm tài sản đầu tư cơ hội? Lúc nãy anh Dũng cũng nói qua một chút, thì anh Dũng trở lại cái câu chuyện xoay quanh vấn đề lạm phát và cơ hội đến với lạm phát, cơ hội đến từ lạm phát, thì nó quan điểm của anh là nó sẽ giống cái giai đoạn 2009 sang 2010. Thì bây giờ có thể coi như là cuối năm 2009 và năm sau sẽ bắt đầu là giống năm 2010, tức là khi mà các cái hoạt động giao thương của kinh tế nó quay trở lại, thì lúc đấy là cái việc mà nhu cầu của nền kinh tế thực nó xuất hiện trở lại, thì cộng thêm cái việc là có quá nhiều tiền ở trong nền kinh tế thực, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là đầu cơ vào các cái trạng thái hàng hóa. Thời điểm bây giờ nó cũng khác 2009 rất là nhiều, tức là bây giờ có rất nhiều các thể loại tài sản ảo có, thực có để nhà đầu thu hút dòng tiền. Tức là cái cuộc chơi bây giờ nó nở rộng rất là nhiều rồi.
Nhưng đương nhiên là cách đây 10 năm thì cái lượng tiền nó cũng không nhiều bằng thời kỳ bây giờ. Bởi vì mình nhớ lại là năm 2009 lúc nãy anh nói là cái gói đầu tiên mà bơm ra chỉ có 600 tỷ thôi. Bây giờ cứ 600 tỷ nó quá là nhỏ, quá đơn giản đối với một ngân hàng trung ương. Liên tục như Mỹ liên tục nện đến mấy gói 2.000 tỷ. Đấy thì cái lượng tiền đấy nó quá nhỏ, cái thời kỳ đấy là lượng tiền nó quá nhỏ so với thời kỳ bây giờ. Chính vì thế cho nên bây giờ mới xuất hiện quá nhiều các cái thể loại tiền ảo, tiền thực các thứ nó xuất hiện như vậy. Thế thì bởi vì mình là nhìn tìm kiếm cơ hội, mình không nói rằng cái đấy là sai hay đúng. Mình chỉ đơn thuần là bởi vì là xã hội đang chuyển sang cái giai đoạn mà người ta nghĩ đến những cái tài sản ảo nó có thể lên ngôi, thì mình đi theo cái câu chuyện xu thế đấy. Thì anh nghĩ rằng là coin là một trong những cái cơ hội để đầu cơ trong cái năm tới. Vàng bạc thì nó là cái loại kim loại cũ rồi, thì đương nhiên là nó cũng sẽ vẫn có cái câu chuyện của nó trong cái giai đoạn mà chống lại cái hiện tượng lạm phát sắp tới, thì đương nhiên là nó cũng vẫn sẽ là một cơ hội. Mình với cả mình nhìn cái size của cái thị trường vàng nó rất là khủng khiếp. Tất cả các ngân hàng trung ương đều phải tích trữ vàng để chống lại cái việc là bản thân các nước đấy họ cũng in tiền, thì họ cũng phải chống lại cái hiện tượng lạm phát của họ, thì họ cũng phải mua vàng vàng. Đối với một số nước mà cái dự trữ ngoại hối của họ kém ấy, thì trong quá trình mà phục hồi kinh tế đương nhiên sẽ xuất hiện những cái nước mà nó không mất thanh khoản, tức là nền kinh tế của họ kém quá nên là họ không có đủ khả năng để xuất khẩu, không có cái dòng tiền thu hút nước ngoài vào. Thế thì trong quá trình chống đỡ đấy họ sẽ vẫn phải bán vàng ra. Thì chính vì thế nó sẽ tạo ra những cái lực cản nhất định trong cái quá trình mà vàng nó đi lên. Anh nghĩ là cái xu thế tăng trưởng dài hạn của vàng thì vàng với bạc thì nó khá là rõ. Nhưng mà bởi vì là thị trường vàng đấy nó quá lớn, cái lượng cung của các ngân hàng của các nước khác nhau thì nó lại không khó đo đếm, nên là chính vì thế nên là cái tăng trưởng của vàng mặc dù nó hấp dẫn nhưng mà nó cũng sẽ không phải là quá khủng khiếp. Bạc thì thực ra là anh nghĩ là nó là cái xu thế ăn theo của vàng thôi. Thì nhưng mà mình nhìn thấy lại năm 2011 ấy, vàng cái giai đoạn mà lúc mà vàng nó lên cao quá thì bạc nó đuổi theo và cái tốc độ rất là cao, thì cũng có thể là một cái cơ hội. Còn coin thì vì sao là nó sẽ dễ tăng trưởng nhiều hơn, bởi vì là cái size của thị trường coin nó nhỏ quá. Cái size của thị trường coin nó chỉ đâu đó khoảng tầm 400 tỷ đô thôi. 400 tỷ đô thì nó cực kỳ nhỏ so với cái lượng tiền khổng lồ ở khắp nơi trên thế giới nó đổ vào. Đấy, chính vì thế cho nên là mọi người nhìn thấy là mỗi lần coin nó lên nó giật đến gấp đôi, gấp ba là cái chuyện bình thường. Bởi vì là cái thị trường nó nhỏ quá. Khi mà có kết nối từ toàn bộ thế giới đổ vào thì cái việc mà nó bành giá lên là cái chuyện rất là dễ hiểu. Đương nhiên là chính vì thế cho nên là nó tạo ra cái rủi ro, bởi vì khi mà dòng tiền nó vào mà nó hỡng một cái thì là nó đảo chiều, thì lúc đấy cái rủi ro nó rất là lớn. Tính từ cái thời điểm 2017 đến bây giờ anh nhìn vào là cái thị trường coin nó nhiều rác quá, rất nhiều các loại coin từ cái thời điểm đấy đến bây giờ. Tất nhiên là từ cái thời điểm đấy thì có rất nhiều các loại coin nó cũng trở về không hết rồi, nó cũng bị đào thải hết rồi, nhưng mà đến bây giờ là cái lượng coin thì nó cũng size nó cũng vẫn vừa phải thôi. Đấy thì đấy chính là lý do vì sao mà khi mà tiền nhiều như vậy nó đổ vào thì là sẽ có những cái cơ hội lớn. Thế còn một cái kênh khác nữa là cái kênh commodity. Commodity thì nó là truyền thống rồi, mỗi khi mà đến cái giai đoạn mà phục hồi kinh tế thì đương nhiên là người ta sẽ có chuyện đầu cơ vào commodity. Nhưng bởi vì là cái gọi là cái năng suất xã hội bây giờ nó cao quá rồi, nên là những cái sóng commodity nó sẽ nhanh. Bởi vì là khi mà giá nó lên cao lập tức là cái cung nó ra rất là khủng khiếp. Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đấy ngay lập tức họ có thể xoay chuyển cái năng lực sản xuất của họ để đáp ứng với cái lượng cầu mà khiến cho giá nó đẩy cao lên, thì đâm ra là cái trạng thái mà đầu cơ của hàng hóa nó diễn ra thường rất là nhanh. Nó không như ngày xưa bây giờ ví dụ như cao su chẳng hạn, cao su mà cái thời 2011 đúng mà Hoàng Anh Gia Lai đã dính vào đấy thì
cái cao su nó tới thời điểm bây giờ so với cái thời điểm 2011 đấy là diện tích trồng cao su nó đã phải lên đến gấp đôi so với cái thời kỳ đấy rồi. Nên là việc mà khi mà giá nó cao lên là lập tức đương nhiên là cái lượng cung của các cái nhà sản xuất nó sẽ là rào cản trong cái việc là đầu cơ và cái chuyện hàng hóa đấy. Cho nên là hàng hóa thì nó vẫn là cái kênh truyền thống rồi. Nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ nhanh trôi qua lắm. Anh còn nhắc đến vàng thì ở đây bọn em cũng có thống kê là vàng đang là cái kênh sinh lời cao nhất trong 20 năm trở lại đây. Nghĩa là nếu mà tính trung bình ra thì đang là cao nhất. Tức là cái này nó sẽ so sánh từ thời điểm bong bóng của Mỹ bong bóng 2000 đúng không? 2000 đến cái thời điểm xấu nhất của thị trường chứng khoán tháng 3 năm 2020 thì vàng nó là tài sản sinh lời. Tức là lúc em mình đau đấy, em nghĩ là nó cũng có một phần là do cái thời gian mình đo đếm ấy, nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà tại vì S&P ở đây có 4% thì kể cả trong cái thời gian mà điểm bây giờ đi thì em cũng nghĩ là S&P cũng không đạt được cái mức như vàng là 8,8% annual. Nhưng mà hình như giá vàng cũng tăng tương đối cao rồi đúng không? Tức là ý của Duy là từ đầu năm 2019? Từ bây giờ đến thời điểm hiện tại này thì giá vàng hình như cũng đâu có thấp đâu. Tại vì do mình thì không follow giá vàng ấy, nhưng mà mình nhớ là nó cũng không thấp lắm. Ý là đợt tăng của này hay là đợt... Đợt này này. Ừ, đợt đúng tăng không? Này, đợt tăng đầu năm nếu này. Nếu mà tính từ cái thời điểm thấp nhất của năm nay mà... Năm nay đợt là 1.800 mà nó quay nó khoảng tầm 1.600 ấy. Mình nghĩ là cũng cũng tăng đáng kể. Với lại quay trở lại cái của anh Dũng nãy có nói ấy, thì anh Dũng có nói đề cập đến một môi trường lạm phát thì mình cũng đồng ý. Cái thứ hai là các kênh đầu tư mà anh Dũng nói đến là Bitcoin hay là cả hàng hóa thì ở đâu đấy cái đấy nó sẽ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp đúng không? Còn nếu mà nhà đầu tư ở Việt Nam này thì có kênh nào không? Thì mình nghĩ đấy là vẫn là thị trường cổ phiếu thôi. Thị trường cổ phiếu hoặc thị trường hoặc là vàng thì nó quen thuộc rồi. Thị trường cổ phiếu thì hàng hóa thì nếu mà mình không mua được hàng hóa trực tiếp thì mình có thể mua của cổ phiếu của các công của các công ty sản xuất, có công ty hàng hóa ở đây đúng không? Thì mình có thể nghĩ với mình thì thép được không? Thép thì mình nghĩ vẫn đang dự cái năng lực sản xuất của thép ấy nó có thể nó đáp ứng nhanh cái nhu cầu giống như anh Dũng đấy là khi mà mình mà nhu cầu cậu lên rồi thì cái lượng thép nó sẽ ra rất là nhanh trừ khi nó có gián đoạn cung giống như cái vụ vỡ đập của thằng Brazil ở đấy thì nó sẽ gián đoạn được, còn nếu mà nhu cầu lên thì nó sẽ cũng lên với lại mức ở đấy thôi. Cái mình nghĩ đến là có thể là anh Dũng có nghĩ đến ngành cao su, tức là ở đâu đấy mình bị ảnh hưởng bởi cái tức là em thì em có để ý, tức là cái trước tiên là cái hồi mà năm 2010 giai đoạn 2018 giá cao su nó xuống ấy, thì nó chặt rừng khá là mạnh. Với lại cái thứ hai đấy là nó ảnh hưởng của khí hậu. Thì cái nguồn cung cao su ở các nước Nam Mỹ với lại ở Thái Lan nó cũng giảm, thì em đang nhìn thấy có một cái đợt giá cao su nó tăng ở gần đây và nó thì em cũng chưa rõ cái đấy đâu, nhưng mà thì sợ, tại vì nếu mà em nghĩ là bây giờ thời điểm này nếu mà vào thì tức là nó sẽ ở cuối của một cái chu kỳ tăng giá mạnh, là nếu mà chờ thì mình phải chờ, nếu mà có thì mình phải chờ thêm. Còn đâu cái thứ hai đấy là ngành cổ phiếu thì muốn nói đến đấy là ngành thủy sản. Ngành thủy sản thì ở đây mình muốn nói đến ngành cá tra thì thực ra thì nó nhu cầu nó sẽ, mình nghĩ nó, tại vì cái cá tra nó có một năm khá tốt từ năm 2018, nhưng mà từ năm 20 cuối năm 2018 sang đầu năm 2019 thì ngành cá tra nó bị áp lực bởi cái sự gia tăng nguồn cung khá là mạnh. Với lại cái thứ hai đấy là giá giảm ở do thị trường Mỹ nhu cầu nó giảm, và cái thứ hai đấy là do Covid giảm nữa. Thì nhưng mà đâu đấy thì giá cá tra đã tăng, giá cá tra nguyên liệu nó tăng từ 18.000 lên đến 23.000 trong những tháng cuối năm này rồi, thì mình nghĩ cơ hội cho ngành đấy thì cũng khá là ổn. Còn cổ phiếu cụ thể thì có thể là VHC hoặc là ALP. VHC và ALP. Còn anh Duy, anh thấy sao về các loại tài sản? Anh nghĩ sao các loại tài sản nào sẽ được lựa chọn trong để nhà đầu tư cơ hội và cái lợi nhuận rủi ro của tài sản đó như thế nào và độ hấp dẫn của loại tài sản đó trong 1 đến 2 năm tới theo quan điểm của anh? Anh thì anh đang nghĩ là trong 1 đến 2 năm tới thì nhóm cổ phiếu sẽ hấp dẫn. Ngoài ra nữa thì là cũng có nhóm về lạm phát, giống anh Dũng thì là về vàng. Ngoài ra thì anh đang nghĩ đến việc là khi mà lạm phát lên thì có thể là cái thị trường, nghĩa là cái chính sách điều hành của Fed ấy là có thể sẽ thay đổi.
thì cái việc đấy là nó sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường. Thì thực ra là cũng có một nhóm khác khá là hay, đấy là phái sinh, thì mình cũng có thể quan tâm. Trong ví dụ, nghĩa là ví dụ trong đầu tư cổ phiếu này ấy, thì mọi người hoàn, nếu mà mình có một cái size đủ lớn ấy, mình hoàn toàn có thể làm theo một cái phương pháp khác là delta trading. Thì cái đấy nghĩa là khi mà thị trường xuống thì mình sẽ short, và khi thị trường lên thì mình sẽ long. Nó long theo momentum của thị trường, nó long short theo momentum của thị trường, thì nó sẽ làm cho mình giảm bớt rất là nhiều cái rủi ro của cổ phiếu. Thì về dài hạn thì đương nhiên là cổ phiếu vẫn là một kênh rất hấp dẫn, nhưng mà trong ngắn hạn thì nhóm cổ phiếu cũng đã tăng tương đối rồi, và ngoài ra nữa thì là cũng có những cái rủi ro nhất định mà nó chưa xảy ra, nhưng thực kỳ vọng thì cũng chưa thấy gì nữa. Nên là anh đang thấy là mình nên để ý đến phái sinh. Vậy thì chương trình của chúng ta cũng diễn ra hơn một tiếng, chính vì vậy mà chúng ta sẽ chuyển sang luôn phần Q&A giao lưu cùng với quý nhà đầu tư. Thì tôi xin phép được tìm câu hỏi của quý nhà đầu tư. Quý nhà đầu tư có đặt câu hỏi, đó là đối với kênh cổ phiếu thì lựa chọn những ngành nào và cổ phiếu cụ thể là gì để nhà đầu tư có thể đầu cơ trong thời điểm này. Xin mời các chuyên gia. Đầu tư câu hỏi này đầu cơ. Đầu tư cơ hội thì lúc ấy mình cũng có trao đổi, đấy là các ngành ngành mà nó có liên quan đến hàng hóa, hoặc là ở đây mình cụ thể là ngành thủy sản. Thì lúc ấy lý do là tại sao lại chọn ngành thủy sản thì mình cũng đã nói rồi, đấy là cái ngành thủy sản của mình nó đã bị chịu ảnh hưởng một cái giai đoạn khá là painful, khá là đau từ năm cuối năm 2018 đến giờ. Giá nó đã giảm mạnh, trong khi tại sao giá giảm mạnh thì mình nhìn thấy hai cái, đấy là nguồn cung của nó đã tăng cùng với lại cái nhu cầu. Cái thứ hai đấy là do dịch Covid mình, thì mình nghĩ thì với một cái mức giá nó đã ở mức đáy như thế, và có thể là mọi người nghĩ là hiện tại nó đang ở đáy rồi nó có thể giảm thêm, nhưng mà vấn đề là tại sao mình nghĩ nó không thể giảm thêm, tại vì mức ở đó là mức giá hòa vốn của người nuôi. Nếu mà giảm thêm thì đâu đấy nó sẽ phải có thể giảm, nhưng vấn đề nó giảm không thể quá sâu được, mà giảm nó sẽ kéo lên luôn ở mức giá đấy. Thì mình nghĩ cơ hội ở đâu có thể năm tới nó sẽ dành cho ngành thủy sản. Thủy sản ở đây mình có đề cập đến là về VHC và ANV, mặc dù có thể mọi người nhìn thấy VHC tăng khá là mạnh từ thời điểm đáy ấy, nhưng mà thực ra thì cái tăng đấy nó phản ánh là do định giá nó giảm, chứ chưa hẳn là do phản ánh là triển vọng nó. Thì bây giờ cái đợt tăng này mình nghĩ nó sẽ ra phản ánh đến là triển vọng nó tốt hơn, chứ không hẳn là đến từ nó định giá rẻ nữa. Còn ARV cũng như thế, mình cũng có quan điểm. Anh Dũng có gợi ý gì? Nếu mà nói về cơ hội ngắn hạn thì thực ra mà nói thì anh nghĩ là cái giai đoạn nếu mà gọi là một để dòng tiền tương đối an toàn một chút mà sai to một chút thì anh nghĩ là banh vẫn là điểm đến an toàn, đặc biệt là những cổ phiếu có câu chuyện riêng như là ACB chuyển sàn hoặc là Liên Việt mà vừa mới chuyển sàn sang niêm yết, thì những cái mã banh thì ví dụ như ACB chẳng hạn, cho đến lúc mà bởi vì ACB nằm trong cái danh mục của rất nhiều quỹ nên là nó sẽ anh nghĩ vào quỹ nào đấy. Anh nghĩ là cái việc mà vào rổ chỉ số thì ACB nó gần như là chắc chắn nó sẽ thời một điểm nào đấy khi sang HOSE nó sẽ vào. Nên là cái việc mà định giá của nó cao hơn thị trường phải trả giá nó cao hơn với cái mức hiện tại là cái chuyện dễ hiểu. Hiểu, đúng. Đấy, thế thì cho đến lúc mà nó được vào rổ thì rõ ràng là cái rủi ro giảm giá của ACB là nó sẽ khó hơn đối với các mã khác, khi mà các mã khác thì các mã banh khác họ đã vào trong rổ sẵn rồi, thì cái lúc đấy cái biến động của giá nó sẽ thuần theo cung cầu hiện tại nhiều hơn. Nhưng mà trước khi mà cổ phiếu được vào rổ thì đương nhiên là cái lượng mà họ dồn vào đấy để họ chờ cái việc là nâng đưa vào các cái rổ nâng tỷ trọng lên vào các cái rổ thì sẽ khiến cho cái cổ phiếu cái downside risk của nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Câu chuyện tương tự giống đối với Liên Việt,
Còn VIB thì định giá có vẻ hơi cao quá, nên anh nghĩ là nó cũng không phải là một cái cơ hội hấp dẫn. Thì nếu mà thực ra trước đấy mấy hôm trước là đã có một cái buổi về banh rồi, thì chắc là mọi người xem lại cái buổi hôm đấy thì sẽ có được một cái bức tranh chung về banh rõ hơn. Nói chung là banh anh nghĩ vẫn là một cái cơ hội tốt để có thể đầu tư vào giai đoạn này. Tất nhiên là phải tùy vào mã. Còn commodity thì có thực ra commodity ở trên thị trường mình nó cũng không nhiều cổ phiếu. Như kiểu cao su thì cái nhóm đấy thì nó thanh khoản nó kém lắm. TRC hay là Đồng Phú, DPR. Như vậy thì với câu hỏi của bạn thì hai chuyên gia của chúng ta thì có đưa ra câu trả lời là bạn có thể đầu tư vào ngành thủy sản như anh Trường có đưa ra, và anh Dũng Trần thì có đưa ra là bạn có thể quan tâm đến ngành banh và tùy vào cơ hội thị trường, tình hình thị trường để lựa chọn những cái mã cổ phiếu ở trong đó. Vậy thì chương trình của chúng ta cũng diễn ra hơn một tiếng, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Thì tóm lại là trong cái buổi trao đổi của các panelist ngày hôm nay thì thứ nhất đó là về tình hình thị trường, thì có cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì cho thấy là nếu như mà Biden có là tổng thống trong tương lai thì Việt Nam cũng hoàn toàn được hưởng lợi. Và thứ hai đó là về cái chủ đề chính ngày hôm nay là đầu tư cơ hội, thì nhà đầu tư cũng có một phần nào đó hoặc hiểu được là thế nào là đầu tư cơ hội và cái điều kiện để mình có thể tự tin để xây dựng cái tháp tài xây dựng cái tầng tài sản này, tức là nhà đầu tư phải có cái về cái là kiến thức này, hiểu về thị trường này và xây dựng được cho mình cái bệ phóng tài chính ổn định, sau đó thì mình sẽ đầu tư vào tài sản đầu tư cơ hội. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi cùng với chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.